Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra ai là người đánh bóng chày giỏi nhất. Và khoan, đánh bóng chày lần này không phải là cầm cây gậy rồi đánh quả bóng đâu các bạn, mà tụi mình sẽ sử dụng những thanh kiếm như thế này đánh vào quả bóng để cho quả bóng bay đi và dí theo mọi người, giống như thế này nè các bạn. Đó, đánh cho bành. Đó, mấy kia đỡ đỡ, khi nào mà bạn nào đỡ không được thì sẽ thua, giống như thế. Rồi, rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Trước khi vào trò chơi, chúng ta sẽ bỏ phiếu xem coi là chọn chế độ cổ điển hai đội hay là bốn đội. Tụi mình sẽ chọn hai đội nha các bạn ơi, để xem coi ai sẽ là người sống sót cuối cùng khi chơi trò đánh bóng chày nha các bạn. Let's go. Cái này phải đánh bóng chày nữa, đánh bóng kiếm. À, cái này là đánh kiếm các bạn ơi. Đó, cái kiếm sẽ đánh cái trái banh văng đi. Rồi bắt đầu. Bây giờ mình đang là đội màu xanh. Hên quá. Cái này chỉ có hai đội thôi, xanh và đỏ thôi. Ui, các bạn thấy chưa? Mình xứng ở đây. Khi nào trái banh màu trắng đó bay tới mình, nó sẽ hiện lên màu đỏ và mình sẽ đánh cái banh nha các bạn. Nãy giờ đội xanh mình gần thắng luôn rồi các bạn ơi. Đội đỏ còn mấy đứa. Đội xanh mình quá pro. Rồi, come on. Trái banh sao chưa tới tôi nữa? Tới tôi đi nào trái banh. Trái banh ơi. Ui ui, nó chưa tới mình các bạn ơi. Nó hiện lên màu đỏ mới tới mình được nha. Cho tôi đánh cái được không? Bỏ cho tôi chơi luôn hả? Nó không tới mình luôn các bạn. Sao mà cay cú dữ trời. Này thì nè. Quay quay quay. Đánh qua tôi nè. Cho tôi đánh với. Ôi. Ôi, nó không cho mình đánh. Các bạn thấy nãy giờ chắc bạn nó không thèm tới mình không? Y như nó từ chối mình các bạn ơi. Bây giờ đội màu xanh còn mấy người mà đội màu đỏ còn có hai người rồi. Trời ơi. Khoan 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 khoan, đội màu đỏ đang lạc kèo. Đánh cái banh. Không đánh được cả cay tới nha. Come on. Cố lên các bạn. Rồi. Đội màu xanh còn hai và đội màu đỏ còn hai. Team mình gà thiệt. Ui, nó tới mình rồi các bạn. Tới đây nào. Tới đây nào. Quay né. Ôi. Sao mình không đánh với banh trời. Ở đây người ta sẽ bán cho mình những kỹ năng nha các bạn ơi. Mình còn bao nhiêu tiền rồi trời. Không biết. À, mình có 32 xu. Rồi bây giờ là mình đây 400 xu nè. Một 4.000 xu. Đây là có gọi là chiêu nổ nè các bạn. Đây là những cái nổ này hình như là nó cho mình miễn phí. Free fry. Wow. Đây là những kiếm nè các bạn ơi. Wow, mình có thể cầm được những cái này để mình chiến đấu à. Trời ơi, có thanh kiếm kim cương của Minecraft. Bắt đầu tham gia nữa rồi. Đổi map rồi các bạn. Bây giờ ủi cái xương đồng nè. Trốn vô cái xương đồng này. À, mình đứng ở đây nè các bạn. Đấy, chỉ cần mấy bóng bóng tới. Cái banh nó tới thôi là mình đánh được liền các bạn. Thôi, đi đâu đây. Dĩ ra, chụp dùi cái banh nó nhanh cơ. Tới mình rồi các bạn ơi. Tới mình rồi, tới mình rồi, tới mình rồi. Vô. Đỡ. À, thanh niên núp này ghê lắm các bạn. Nên cẩn thận với nó nha. Ây da, trúng rồi kìa. Rồi bay lên trên đây, hãy xem coi thanh niên này đến đây. Trời ơi, đừng có qua tôi nha. Lát nó bay nhanh nó qua mình, nó bay thôi xuống này, xuống này, xuống này, đứng đâu nguy hiểm lắm bạn. Nó đang bay nhanh rồi. Thấy chưa? Bay càng lúc càng nhanh, các bạn phải đỡ liên tục luôn. Không thể nào mà đỡ gọi là từ từ được. Sao nãy giờ nó trúng mình ta? Chúng tôi cái úi giời ơi, tới mình các bạn ơi. Đỡ. Đấy. Đỡ. Này thì solo không? Solo không? Solo ai à. Rõ ràng bấm mà không lại nó luôn các bạn. Trò này khó thật sự luôn các bạn. Như muốn có kiếm mới á thì chúng ta phải mở hòm nè. Cái hòm rương các bạn, cái rương các bạn, nó sẽ là 50 euro, 50 Robux à. 80 tiền xu. Vậy là bây giờ mình phải cày tiền rồi các bạn ơi. Wow, trốn trên cây. Trốn trên cây được rồi, trốn trên cây thấy không an toàn lắm các bạn ơi, né không được đâu. Nè nhảy nè, nhảy nè, cái thanh niên này, cái bạn nữ này không phải thanh niên các bạn, bạn nữ. Này nhảy. Coi thường người khác nhảy à. Rồi. Đỡ nè, kiếm xịn đỡ ghê lắm các bạn ơi. Nhưng mà tụi nó né được nè, tụi nó né. Ôi, ui không né được luôn, hên quá. Nó không, cái ý y các bạn, tụi này nó ý y các bạn. Nó coi thường gọi là cú đánh của mình. Và cái kết, dám coi thường anh nè. Này thì coi thường anh nè. Quá tôi nè. Ê đánh đi, trời sao không đánh mà lướt. Thanh niên đồng đội của mình gà thiệt các bạn ơi. À, đây, 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 đây. Anh da đen, anh da đen. Úi giời, úi giời, úi giời ơi. Đỡ nè, đỡ kỳ bông qua đây. Đỡ qua đây, anh đỡ được. Căng lắm bạn, căng lắm bạn. Này thì chuỗi nó bẻ cua ghê chưa, hơi bị gắt nha các bạn, bởi vì cái này đừng có coi thường, nó bẻ cua ghê lắm bạn ơi, nó bo cua kinh khủng. Này thì hay quá, hai người, hai người rồi, còn hai team mình, còn team mình với lại team xanh. Căng rồi nha, team mình với team xanh nha các bạn, căng rồi nha, team mình với team xanh căng. Ôi em mà đỡ không kịp, cố lên em ơi, đừng để anh thất vọng. Tụi team xanh của mình với team đỏ 3D 1:2. Trời ơi cái này căng rồi nha. Cố lên em. Này thì hay quá. Team anh gọi là màu xanh. Màu xanh của chiến thắng đấy em. Đấy. Bacon nè. Đừng có coi thường mấy thằng núp bacon. Núp bacon bá đạo lắm. Đấy. Thấy gì chưa. Team đẹp trai là phải thắng. Thôi bây giờ mình mở cái rương bên màu đỏ 3D đi các bạn ơi. Let's go. À cái này là cái hiệu ứng nổ. Màu đỏ 3D. Ồ lộn không, không. Màu xanh. Yeah. Màu xanh của tia chớp. Màu xanh của hy vọng. Đây 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 đây. Mình mở được cái này các bạn ơi. Quá đẳng cấp. Rồi hết tiền rồi, tiếp tục chiến thôi. Tới đây nào. Chà. Chạy đâu sao, thanh niên kia đứng nhảy nè. Nhảy nè. Chắc anh tới mà không lo. Đỡ. Chạy đâu. Chạy đâu nào. Chạy đâu.
cổ lên nào. Bây giờ là hơi căng này, đây thì dính rồi. Tụi nó phải cho mình có tiền mình quen kiếm chứ. Khi mà tụi nó bị trúng chiêu của mình, nó sẽ hiện lên cái hiệu ứng các bạn. Vậy là các bạn sẽ khó thấy được cái hiệu ứng rồi. Hiệu ứng của mình là tia chớp xanh. Đây, đỡ. Thanh niên kia mình luôn. Nhảy vô người mình. Trời ơi, cái chai banh nó bay qua bên thanh niên đó luôn các bạn. Đỡ. Đấy, thanh niên đứng trên cây nè, trúng nè, trúng không, trúng không. Nó đỡ được các bạn ơi. Đấy, đỡ nè. Vô, đỡ nè, chạy hả? Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Rồi, còn màu xanh với màu đỏ nè, cố lên anh em ơi. Anh em mình phải thắng trận này. Vô. Qua đây. Qua đây anh chấp hết. Qua đây. Qua đây anh chấp hết. Chạy đâu cho thoát. Qua đây anh chấp hết. Đấy. Team mình còn hai người mình lo cái gì các bạn. Chạy đâu em ơi. Chạy đâu em ơi. Woo. Easy game. Thấy đại ca chưa? Kỹ năng không đấy các bạn. Rồi, bây giờ quay thêm cái kiếm các bạn ơi. Qua đây quay kiếm nè. Let's go. Làm ơn cho tôi cái kiếm xịn đi. Umbalasibu. Xịn dữ chưa? Cái cây này nó còn cùi hơn cái cây của mình nữa các bạn. Tanto là cây gì? Trời ơi, cái cây này ngắn ngủn vậy. Úi giời, nó ngắn hơn cây của mình nữa. Trời, lại đấu nữa ha. Thôi kệ, gán đấu kiếm tiền các bạn ơi. Lần này mình thắng nữa rồi. Solo mình chắc chắn phải thắng hơn tụi nó rồi các bạn. Sao mà thua được. Uầy, từ nha. Đây, cho mình tới nè. Dạ. Ấy, thanh niên đã bị dính của mình hết lần sợ nè. Thanh niên cầm cái cây xương của San nè các bạn. Đâu có dám nhảy vô người của mình đâu. Nhảy vô người mình là xác định luôn á. Đây. San nè, đỏ. Bay nè. Đỡ đi em. Wow, từ thanh niên bên này. Wow, bà tỉnh, đừng có đứng gần tụi nó các bạn ơi. Cái banh nó bay nhanh lắm nên mình né không có kịp đâu. Đấy, nên là đứng xa xa không tới. Cái kiếm của mình ngắn quá, sợ đánh không kịp không được các bạn ơi. Ngắn quá mà. Ê, ngắn phải chưa, mình nói có sai đâu. Đánh mình xong mọc lên cái cây luôn các bạn, tuyệt vời. Quá là đẳng cấp. Ra gì đây. Phải quay kiếm thôi các bạn ơi, làm ơn xịn. Trời ơi, cục xương của San các bạn ơi, nhanh. Đây rồi, trang bị vô. Yeah, anh đã có cục xương của San rồi. Lần này anh không thể nào mà thua ai được hết á. Anh là chùm, nói gì luôn cho dễ các bạn. Wow, thanh niên có kiếm lửa đẹp dữ vậy trời. What, kiếm lửa đẹp dữ vậy. Cho anh coi cái. Ui, từ, nó có cho anh các bạn ơi, nó có cho anh. Cho anh coi cho anh ơi. Cho anh coi cái kiếm cái em ơi, từ, đứng em coi. Đẹp vậy. Ui, thanh niên này có cái kiếm mà làm gì chạy ghê vậy. Sợ mình đi sao ấy. Nó thấy mình có cục xương của San nè, nó sợ mình các bạn. Đấy, chạy đi nào. Wow. Ơi, mình nhảy lên được các bạn, hay là mình nhảy lên mình đánh cho nó ngầu các bạn. Tí nữa mình sẽ thử test chiêu nhảy lên đánh coi như thế nào. Uầy, ê từ từ em ơi. Đây, nhảy lên đánh nha các bạn. Chà, ghê. Được á, nhảy lên đánh nhậu các bạn. Nhưng mà cái này hơi khó tại vì phải canh. Nhảy lên chỗ này hơi căng các bạn. Đấy, thanh niên kia bắt trước mình kìa các bạn. Thấy mình nhảy đẹp quá, mình làm theo thôi chứ giờ sao. Wow, căng vậy, hai thanh niên kia căng vậy. Ôi dồi, thanh niên này tự nhiên lủi vô làm gì. Lần này sẽ như thế nào đây. Thanh niên này có cái kiếm gọi là phát ra ánh sáng nè các bạn. Đẹp ấy, đẹp đấy. Rồi, sao đây. Đứng đây mà hả, gọi là chán quá, không ai đánh mình hết. Ây da, đỡ nè, chịu nổi không. Ê, cẩn thận nha, cho banh nó nhanh lắm rồi các bạn ơi. Bây giờ nó bay qua mình đấy. Ôi, thanh niên kia chịu không kịp rồi. Nhanh quá, chịu không nổi. Nhanh quá mà. Ê, từ từ nha, con bé kia nãy giờ núp sau lưng mình ta. Đỡ. Đấy, né kịp không? Không né kịp rồi các bạn ơi. Non mà xanh quá. Xoài ơi, phải thắng các bạn ơi, phải thắng trận này thôi. Xoài ơi. Ui, nó bay lên kia, bay cao vậy. Wow, bay cao dữ trời. Trời ơi, trúng bạn luôn rồi bạn ơi, xin cái tuổi. Đây, vô. Bay đi em, bay giống nãy đi cho nó ngầu em ơi. Bay giống nãy đi, trời ơi, anh niên này ghê đấy. ghê đấy. Vô, lướt. Chà. Chà. Woo! Đẹp trai thường chiến thắng. Quay kiếm tiếp các bạn ơi. Mình đỉnh quá mà, mấy thanh niên này rung. Gặp mình là rung liền các bạn. Quéo cò. Vô. Trời, đồ lông đao. Mình đã có kiếm rồng các bạn ơi. Đâu rồi, kiếm rồng rồi. Đây, đồ lông đao các bạn ơi. Kiếm lớn, đây, anh đã có kiếm rồng nè các bạn. Một trận chiến rất căng thẳng các bạn ơi. Team bên kia khá là pro, nhưng bên mình cũng có thanh niên này rất pro nè các bạn. Một mình nó chắc rồi, đấy các bạn, hai thanh niên nào. Ui ôi, pro ngấm mất tiêu rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ là pro, có gì đâu. Trời ơi, bên mình còn 3, bên kia còn 4, lo gì. Bên mình còn 2, bên kia còn 4, lo gì.
mình coi như một mình chắc bốn rồi các bạn, chắc chắn thanh niên này ngỡm rồi, cay quá đồng đội kiểu gì á, đánh đi em. Rồi xong luôn rồi, hết cú rồi, đừng có xông lên mấy bữa ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn nhường tôi, mấy bạn ơi, mấy bạn gọi là đông yếu à. Trời ơi, rồi thanh niên này có kiếm xịn vậy, wow, kiếm phát sáng luôn các bạn. Rồi bây giờ là không biết có chung team với nó không, chung team với nó luôn. Ui, hên các bạn ơi, lo nhiều chuyện quên nữa chứ bạn nó tới mình rồi. Ok, tới được rồi, tới nữa nè, đỡ đi bạn, đỡ sao mà nổi, sao mà đỡ được. Đâu rồi, thanh niên này chung team với mình nè các bạn. Wow, kiếm sáng đẹp không, wow, kiếm xịn đó các bạn. Wow, mấy thanh niên này chắc cũng phải rồ lắm á, mà rồ bên team mình là ok. Ngon, đây, sáng chưa, sáng chói quá bạn ơi, kiếm gì sáng chói, tôi nhìn cái làm gì chạy vậy, nhìn cái làm gì căng. Ôi, mới vô hại được người là mừng rồi bạn ơi, mình đang cầm cây Bicento mà các bạn nhìn nè. Đó, ngầu chưa, đánh qua tôi nè, tôi có cây này xịn lắm, đánh qua tôi đi. Trời ơi, team màu xanh còn 4 người kìa, hơi căng rồi nha, hơi căng rồi đó, này thì lướt, đánh không tao đánh lướt, lướt làm cái gì không biết nữa. Đánh qua tôi nè mấy ông ơi, đây, đánh qua tôi nè, đỡ nè, vô, đấy, thấy chưa. Wow, bên mình còn 2 người, bên đỏ cũng 2 người, bên xanh kia là 3 người, đánh đi. Đúng rồi, cẩn thận bên xanh đánh qua đây á. Wow, rồi solo rồi đó, solo, chưa, mấy đứa mà áp sát vô nhau là chuẩn bị nó solo các bạn ơi. Mà solo kiểu đó mình chịu nổi đâu, mình tay mình chậm lắm, tay nhanh mới solo lại. Cố lên nào, bây giờ là còn 2-2 thôi. Đỡ nè, xíu tí mình ngỡm rồi các bạn. Đỡ nè, các bạn nó bay nhanh không, nó bay cực nhanh luôn. Ủa, thanh niên kia mà đỡ được à. Wow, các bạn nó cơ chưa, này thì hên quá, suýt tí nữa là thua đấy. Tụi này ghê lắm, nên mình cẩn thận các bạn ơi, cứ cẩn thận thôi, đây nó bay tới mình nè. Đỡ, đấy, vô, qua đây, tôi không có sợ đâu, qua đây, chấp hết. Ui, trúng nè, trời, trúng nè, qua đây, chấp hết, chấp luôn. Trời ơi, sao mà nỡ được, ở đâu mà chạy tới chạy lui hả. Và tôi chấp luôn, tôi đỡ được, tôi, ủa gì vậy, bấm hơi sớm. Cây.